ham thích đua nó, có đôi mắt to và đôi môi cười mọi người yêu quý. Ai chụp anh khoe món ngon, cô liền đưa búng tay thon, bộ lươn dưa tròn từ miếng đỏ tươi cho người tri ân. Bao nhiêu món ăn, bao nhiêu nhà hàng trên khắp thế gian, không ngại gian nan đi Bắc Trung Nam ngập tràn niềm vui. Đặc sản muôn nơi các món ai mời thú vui cuộc đời, ẩm thực tuyệt vời cho bao kết nối ai tìm hát to. Có một cô bé hát to, tuổi còn ham thích đùa nó, có đôi mắt to và đôi môi cười mọi người yêu quý. Ai chụp anh khoe món ngon, cô liền đưa búng tay thon, bộ lươn dưa tròn từ miếng đỏ tươi cho người tri ân. Bao nhiêu món ăn, bao nhiêu nhà hàng trên khắp thế gian, không ngại gian nan đi Bắc Trung Nam ngập tràn niềm vui. Đặc sản muôn nơi các món ai mời thú vui cuộc đời, ẩm thực tuyệt vời cho bao kết nối ai tìm hát to. Tôi còn ham thích đùa nó, có đôi mắt to và đôi môi cười mọi người yêu quý. Ai chụp anh khoe món ngon, cô liền đưa búng tay thon, bộ lươn dưa tròn từ miếng đỏ tươi cho người tri ân. Bao nhiêu món ăn, bao nhiêu nhà hàng trên khắp thế gian, không ngại gian nan đi Bắc Trung Nam ngập tràn niềm vui. Đặc sản muôn nơi các món ai mời thú vui cuộc đời, ẩm thực tuyệt vời cho bao kết nối ai tìm hát to. Có một cô bé hát to, tuổi còn ham thích đùa nó, có đôi mắt to và đôi môi cười mọi người yêu quý. Ai chụp anh khoe món ngon, cô liền đưa búng tay thon, bộ lươn dưa tròn từ miếng đỏ tươi cho người tri ân. Bao nhiêu món ăn, bao nhiêu nhà hàng trên khắp thế gian, không ngại gian nan đi Bắc Trung Nam ngập tràn niềm vui. Đặc sản muôn nơi các món ai mời thú vui cuộc đời, ẩm thực tuyệt vời cho bao kết nối ai tìm hát to. Bao nhiêu món ăn, bao nhiêu nhà hàng trên khắp thế gian, không ngại gian nan đi Bắc Trung Nam ngập tràn niềm vui. Đặc sản muôn nơi các món ai mời thú vui cuộc đời, ẩm thực tuyệt vời cho bao kết nối ai tìm hát to. Ẩm thực tuyệt vời.